Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đồ gỗ Hoàng Thất Cao Cấp Thành Trang sẽ review một trong những khâu vô cùng quan trọng của cái việc làm đồ, quý vị anh chị em ạ, để tạo nên những tác phẩm đồ gỗ rất đẹp. Thì trước mắt quý vị đây ạ, đây là một quá trình pha phôi được cơ sở chúng tôi đây ạ làm trực tiếp tại xưởng của nhà nhé quý vị anh chị em nhé. Đấy, và một loại gỗ này được cơ sở chúng tôi lựa chọn cực kỳ đẳng cấp luôn, phải nói là như vậy. Nếu anh chị em nào có nhu cầu về sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817035555 hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại 0922782886, gặp anh Sáng, chủ cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Thành Trang để được tư vấn và báo giá tận xưởng. Anh vẫn tiếp tục xẻ cho em xem nào. Mạch này anh xẻ cho em là 4 phân đi anh ạ, 4 phân nhanh nhá. Đấy. Để quý vị anh chị em có thể thấy này, cây gỗ này của em là rất dài nhưng em phải cắt ngắn ra. Bởi vì sao? Tùy cây, có những cây ví dụ như là nó dài nhưng mà nó có những vị trí cong thì mình muốn làm được việc thì mình phải cắt ra. Đấy. Đơn cử như cây này các anh chị em ạ. Đấy, đơn cử như cây này. Đây, đấy gỗ em cắt ra này. Quý vị anh chị em thấy này. Phải nói là rất đẹp. Đấy, gỗ trần vẫn tự nhiên quý vị anh chị em ạ. Đấy. Thì đây, quý vị anh chị em thấy này. Đây là sắp tới thì đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang sẽ lên rất nhiều những tác phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp. Anh chị em thấy này, đây, gỗ xẻ bằng máy vi tính nhá quý vị anh chị em nhá. Xẻ bằng máy vi tính. Thì cái ví dụ đơn cử ví dụ như là khi mình pha phôi gỗ bằng xẻ bằng máy vi tính thì bao giờ vậy? Gỗ sẽ có bề mặt phẳng. Phẳng thì về thợ làm sẽ chuẩn hơn. Là một, hai là nó đỡ hao gỗ. Đấy. Quý vị anh chị em ạ. Đây quý vị anh chị em thấy này. Nhìn đầu cây này. Đấy. Gỗ đẹp hay không, vân nhiều hay không là cái đầu cây là quyết định nhé quý vị anh chị em nhé. Đấy. Thì đây là một trong những cái kiến thức mẹo làm nghề của dân làm nghề đồ gỗ chúng em. Cái sản phẩm này thì hôm trước thì em Sáng có review một cái chiếc cặp ba thành được làm từ loại gỗ này. Đấy. Và rất nhiều anh em là cũng muốn anh Sáng là review quá trình pha phôi. Vâng, thì hôm nay chia sẻ hôm nay em sẽ gỗ pha phôi làm đồ cho các bác. Thì em sẽ làm clip nhỏ nhỏ thôi quý anh chị em ạ. Đấy, quý anh chị em có thể nhìn thấy này. Cái này của em là cái mạch này em sẽ xẻ 4 phân động quý vị anh chị ạ. Đấy. Cái thuật ngữ 4 phân động trong cái đồ gỗ của dân làm nghề thì nó có một cái hay, đó là gì? 4 phân động nghĩa là khi mình xẻ đi thì khi mình kẹp cái thước vuông ấy, thước cơ khí nó còn zin 4 phân. Đấy, người ta gọi là 4 phân động. Còn nếu như mà mình chỉ bảo xẻ 4 phân không thì chắc chắn là khi mình xẻ ra nó khi mình lon mất khoảng độ 1 ly hoặc nửa ly. Đấy. Thì ví dụ mình muốn lấy 4 phân thì mình phải xẻ trên 4 phân. Đấy. Rồi ok. Rất đẹp quý vị anh chị em ạ. Đấy, phải nói vô cùng tuyệt vời. Nếu quý vị anh chị em nào quan tâm thì rút. Đấy. Anh chị em nhớ đăng ký kênh đồ gỗ Sáng Trang để sớm nhận được những sản phẩm, những tác phẩm đồ gỗ nội thất mới nhất từ cơ sở chúng tôi. Và tác phẩm này cơ sở chúng tôi xin xin ém lại một thời gian nữa. Đấy, khi nào lên tác phẩm thì cơ sở chúng tôi sẽ review tiếp. Còn thì đây chỉ là một quá trình pha phôi thôi anh chị em ạ. Cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang địa chỉ trụ sở đấy, showroom cửa hàng chính tại Kim Thiều, khu đất mới Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh. Và xưởng thì ở đằng sau nhà luôn quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì nếu quý vị anh chị em có nhu cầu cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang, rất mong quý vị anh chị em kính mời anh chị em tới tận nhà tham quan tận xưởng, chúng ta có thể xem những sản phẩm được làm từ cơ sở chúng tôi.